cái nhà kia nhá, bảo cháu là sáng mùng 1 ấy, mày mang 2 quả táo sang đây mừng tuổi cho nhà tao, rồi tao mừng tuổi lại cho 100.000. Thế sao nhiều tiền thế mày không đi? Cháu chả thèm tiền đâu. Mày không đi đấy, mày không cho con Thủy nó đi, hay là con Thủy nó cũng không thèm tiền? Ôi dồi ôi, con này á, nó thèm tiền lắm. Ông nhìn đến mặt nó mà biết ngay rồi. Nhắc đến tiền nước rõng nó chảy ra cả mồm như kìa. Đùa. Tết này ông đã chuẩn bị tiền chưa? Bà chuẩn bị chứ tao có phải chuẩn bị tiền đâu. Sao cái gì ông cũng để bà làm thế? Nhà tao là có hết trong vườn rồi. Chuối này, ổi này, bưởi này. Đấy, nhà tao có cả lợn. Nhưng mà lợn nhà tao không mổ đâu. Lợn nhà tao lợn rừng. Thì 1 cân lợn của nhà tao mua được 2 cân ngoài về ăn. Có phải rẻ không? Công nhận người ta bảo ông kiệt nhất xóm là đúng có thật. Ông để tiền để làm cái gì? Nhiều tiền cháu nói với ông nhá, chết có mang đi theo đâu. Mà nhà ông có cây bưởi nào đâu mà ông tính cái bưởi vào đấy. Bưởi đâu? Nhà ông có cây nào đâu mà bảo là bưởi nhà tao có rồi. Chắc là 2 quả bưởi của bà thôi. Gớp, bà tầm này làm gì mà có bưởi nữa. Mày thì chỉ có mướp, mướp thôi nhá. Mày chả biết cái gì cả. Kéo lên là thành bưởi hết. Ông nhờ. Bọn mày chả biết cái gì cả. Cái nhà một bên nhá, cả một cái cành bưởi nó đổ sang nhà tao đây. Ui, quả nhiều lắm. Bưởi của nhà người ta chứ bưởi của ông đâu mà ông bảo là nhà tao có bưởi rồi. Nhưng mà nó đổ sang đấy. Vài bữa nữa tao cắt trước cái tao vào tao cất đi chứ. Tết tao dùng như... Cây của người ta mà. Sao ông lại bắt mắt như thế? Nhưng mà nó đổ sang vườn nhà tao rồi. Nhưng mà ông trước khi ông vặt vào để dùng thì ông cũng phải xin phép người ta chứ. Thì nó ở bên vườn nhà tao thì tao cần gì phải xin. Họ phải xin tao chứ. Cây của người ta mà. Ông vớ vẩn rồi đấy. Người ta bón phân này, người ta tưới nước này, người ta mua giống này. Đấy. Thế mà đến ngày hái quả thì lại ông hái. Ông lại bảo bữa nhà ông, đây là ông ăn hôi. Hôi okay. Gì mà hôi. Nó sang vườn nhà tao thì tao cắt này. Chứ tao phải gì phải ăn hôi của nhà ấy. Thế thì chắc là nhà ông cất được nhiều tiền lắm rồi ấy nhỉ. Tết năm nay ông nhớ mừng tuổi cho bọn cháu nhá. Sao tao lại phải mừng tuổi cho bọn mày? Hôm nay phải mừng tuổi tao chứ. Thì bọn cháu vẫn mừng tuổi cho ông mà. Nha, bọn cháu sẽ mừng tuổi cho ông quả táo này, quả ổi này. Thế sau rồi ông mừng tuổi tiền lại cho bọn cháu. Sao bọn mày khôn thế? Để tao mừng tuổi táo cho bọn mày mừng tuổi tiền cho tao chứ. Nhà ông làm gì có táo mà mừng tuổi cho bọn cháu. Nhà cháu với nhà thơ đầy táo, đầy ổi. Như cái nhà ông Minh ở đầu làng đấy. Tết năm ngoái á, cháu mang quả ổi sang mừng tuổi cho ông nhá. Xong ông mừng tuổi lại cho cháu 50.000 đấy. Đắt thế. Ok. Sao lại đắt rẻ ở đây? Ông buồn cười nhỉ? Ông cứ làm như là đi mua bán đi mà lại bảo đắt với rẻ. Thật. Thì bọn mày bay mừng tuổi cho ông có quả ổi mà. Ông mừng tuổi cho bọn mày đứa 50.000 thì... Đấy. Quá đắt. 50.000 đấy là chỉ của cháu thôi. Chứ con Thủy này nó ngu lắm. Nó có đi mừng tuổi nhà ông ấy đâu. Mà được tiền. Cháu ấy nha, năm nay mà cháu đi nhà nào ấy mà nhà ấy mừng tuổi tiền lại cho cháu ấy thì năm sau cháu đi nữa. Còn nhà nào mà cứ mừng tuổi lại kẹo với bánh à, năm sau cháu đếch kiểm đi nữa. Sao mày lại khôn thế? Mừng tuổi bánh kẹo cháu chả thích đâu. Tại vì Tết thì nhà cháu bánh kẹo đầy. Tết là cháu chỉ thích nhà nào mừng tuổi tiền thôi. Cứ thế thì năm nay mày đừng sang nhà tao không có tiền đâu. Ai bảo với ông là Tết năm nay cháu sang mừng tuổi nhà ông? Đấy, Tết năm ngoái cháu sang nhà ông xong bà mừng tuổi kẹo. Năm nay cháu không sang nữa đâu. Để ra Tết này nhá, cháu chuẩn bị ổi này, táo này, mang ra đây để mừng tuổi ông. Thì ông nhớ chuẩn bị tiền trước đi nhá. Tao thì làm gì có tiền. Ơ, tiền bán thịt lợn rừng đấy. Đây. Tiền đấy bà cầm chứ tao có được cầm đâu. Tết nhất thì bà cũng phải đưa tiền cho ông để ông mừng tuổi cho các cháu chứ. Với lại nha, ở con của ông về thì chả nhẽ mà không cho ông vài đồng để đút túi à. Con nhà ông ấy, đứa nào cũng giàu,
Nhất là thằng con rể chửi ông để lấy số ấy. Thằng ấy giàu lắm. Nhiều tiền thật. Chắc Tết này lại sang chửi ông phát để lấy số. Cho đỏ cả năm ấy. Đỏ cả năm đấy. Trúng cả năm đấy. Thật. Thế ông lại ngon. Bọn mày đi. Lão nháo đi. Gớm. Đấy là nó chưa cho ông tiền thôi. Thì ông mới nói thế thôi. Chứ ông mà, nó mà cho ông 200.000 á, ông lại cười tớn hớn nữa. Thì xong rồi sang ngày mùng 2 bảo, sao hôm nay nó không sang chửi nhì để mà được lấy tiền nhì. Không những cái thằng rể đánh đề ấy đâu nhá. Còn một thằng rể kia nữa cơ. Thằng rể thứ hai ấy, nó đi xe ô tô xịn lắm. Thế á? Chả nhé mà không cho được ông được mấy đồng để ông mừng tuổi cho bọn trẻ con. Thật. Ô tô của nhà nó mua trả góp đấy. Trả góp thì cũng là đi ô tô. Bọn mày cứ nói thế chứ. Nó có cho tao tao phải cất đi. Ông cất để làm gì? Để mối mọt nó ăn hết đi à? Tao không ngu như cùng Minh này đâu. Bọn mày mừng tuổi tao được quả táo quả ổi. Tao mừng tuổi cho bọn mày 50.000. Mày biết không? 50.000 tao ra tao mua được mấy cân đấy. Tao không ngu như ông Minh đâu. Năm mới mà ông tính toán ghê thế. Mừng tuổi đây là mừng tuổi đầu năm để lấy may thôi. Chứ 50.000 của ông thì là gì đâu mà cháu thiết tha gì đâu mà gớm. Này nhá, năm ngoái nhá, cái nhà kia nhá, bảo cháu là sáng mùng 1 ấy, mày mang 2 quả táo sang đây mừng tuổi cho nhà tao. Rồi tao mừng tuổi lại cho 100.000. Ông có biết vì sao là cháu không thèm đi không? Tao thì biết nào được việc nhà mày. Nhà người ta ấy đang muốn là có thêm đứa con trai nên mới nhờ cháu mang 2 quả táo sang đấy. Mà hơn nữa nhá, không những thế còn muốn cháu mang sang là vì muốn con trai sau này có cái mặt xinh như cháu đấy. Thế sao nhiều tiền thế mày không đi? Cháu chả thèm tiền đâu. Chẳng qua là những cái nhà mà cháu đi ấy, là tình cảm thì cháu mới đi thôi. Chứ còn những cái nhà mà muốn thuê cháu đi ấy, cháu chả đi đâu. Cháu thèm tiền đến mức độ ấy đâu. Sao mày không đi đấy? Mày không cho con Thủy nó đi? Hay là con Thủy nó cũng không thèm tiền? Ôi dồi ôi, con này á, nó thèm tiền lắm. Ông nhìn đến mặt nó mà biết ngay rồi. Nhắc đến tiền nước giọng nó chảy ra cả mồm cái kìa. Đùa. Nhưng mà ông biết vì sao nó không được đi không? Nói xấu quá. Người ta không chọn, người ta không thích. Người ta đẻ con ra mà mặt xấu như nó thì làm sao mà lấy được vợ, đúng không? Ừ nhỉ, mày nói đúng đấy nhỉ. Thì nếu mà xấu như con này thì làm sao mà lấy được vợ? Cháu làm gì xấu lắm đâu mà đến nỗi mà không lấy được vợ. Cháu ở đây á là xấu chỉ ở mức bình thường thôi. Làm gì mà đến mức mà xấu không lấy được vợ. Ông thì cứ dìm hàng cháu quá. Tao không cần nói mày xấu đâu. Nghe con thơ này nó nói mày như thế thì... Ấy ấy ấy. Ông nhá, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lát léo. Ông á, trở mặt hơn cả người yêu cũ. Ghê thật ấy, vừa mới nói xấu xong giờ đổ cho cháu. Thì mày nói nó xấu trước mà. Thì nhưng mà sao ông nói thì mồm ông nói chứ cháu có bắt ông nói đâu. Ông cũng hùa vào nha. Gió chiều nào, theo chiều đấy. Mà này, Tết nhất đến nơi rồi. Ông về ông nhuộm lại cái tóc đi này. Tóc tai kiểu gì này này. Mày nói thì nói xong mày giật tóc tao thế. Cháu giật đâu mà giật. Chẳng qua cháu bới lên xem ở dưới. Cái đống ở dưới nó có trắng hết chưa. Trắng thì tao già rồi thì nó trắng. Có ảnh hưởng gì. Tết nhất đến nơi rồi. Thì ông ấy phải đi tân trang lại đầu tóc đi chứ. Nó trắng như thế rồi thì phải nhuộm đen nó lại đi. Để con cháu về nó còn nửa mày nửa mặt chứ. Mày chả biết cái gì cả. Tao đi nhuộm đen về nhìn trẻ. Ai đến mừng tuổi tao? Tao phải để như thế này cho nó già. Người ta mới đến mừng tuổi tao chứ. Nhuộm để chắc con cháu tao mừng tuổi tao à? Ông tính toán thì tính toán vừa vừa đấy chứ. Sao mà ông lại từ cái đầu con lợn sang cái đầu ông? Rồi từ đầu ông lại sang cái đầu con lợn. Cháu thấy nhức hết cả đầu rồi đấy. Tính toán kích khủng. Tao phải để cái tóc này. Tao phải được nhiều người đến. Tao mới được nhìn nhiều quà chứ.
Tao không để thua các ông trong xóm đâu. Năm ngoái đấy, thằng con rể tao về đấy, nó cho tiền tao đi nhuộm. Thế là tao nhuộm về là rẻ hơn cái ông hàng xóm đấy. Thế ông đấy, ông được những 12 quả cam, tao được có 8 quả. Năm nay tao khôn rồi, tao phải để tao nhận quà nhiều hơn ông đấy chứ. Thế được nhiều quà như thế thì đi chăn bò, ông nhớ mang đi cho bọn cháu ăn với nhá. Để tao về tao bảo bà ấy, có cái gói quà nào nó hết hạn sử dụng ấy, tao mang đi cho, chia nhau tán. Ôi trời ơi, thôi ông ạ, con xin ông. Cái hết đát đấy, để ông bà để nhà mà dùng nhá, bọn cháu không thèm. Hết hạn sử dụng mới mang đến cho bọn cháu ăn. Ăn để tàu tháo nó rượt cho à. Cái hàng hết đát đấy à, nó chỉ phù hợp với ông thôi, nhưng bọn cháu không thèm nhá. Cái nào đang có hạn sử dụng ấy, tao phải cất để mà ăn sau chứ. Thế ông ăn bánh hết hạn sử dụng thế mà ông không bận gì à? Chứ bận gì đâu. Thế công nhận cái bụng của ông tốt thật đấy. Bụng ông là bụng tôn đấy chứ. Thì tụi cha mày chứ, tôn là mới tôn. Bụng tao thì như bụng mày đấy chứ. Thế mà tôn rồi đấy. Mà ông này, hôm nào nhá, nhà cháu mà có quả ổi, quả táo nào mà hết hạn sử dụng ấy, cháu mang đi cho ông ăn nhá. Mày điên à? Ổi với táo làm gì mà có hết hạn sử dụng, hết đát. Chỉ có quả nào á mà thối cuống ấy, hoặc là quả nào có tôn ngộ không ở trong ấy, thì mang ra cho ông ăn nhá. Đúng rồi đấy. Hôm nào nhá, nhà cháu mà có quả ổi nào mà thối thối bên trong có tôn ngộ không ấy, cháu sẽ mang đi cho ông ăn nhá. Tao chả thèm, cái đấy bọn mày mang đi mà ăn. Gớm. Tôn ngộ không không ăn, thối cuống không ăn. Thế mà bánh kẹo hết hạn sử dụng rồi thì vẫn đợp, chả chừa cái nào. Đợp cái thằng bố mày, nó hết hạn sử dụng, nó vẫn còn ngọt, nó nằm trong túi. Thế là vẫn khen ngon. Chả thế à?